tầm này ăn quả Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Để hôm nay mình với mẹ của Hằng với Nhiệp với Mạnh sẽ đi kiếm một loại măng các bạn ạ, một loại măng khá là đặc biệt ở Tây Bắc của mình đấy. Tiếng Thái của mình gọi là nó ban nhé các bạn nhé. Đấy, cũng là măng, họ măng ngọt thôi. Ở chỗ khu mình rất nhiều loại măng ngọt luôn. Và hôm nay mình sẽ kiếm măng này về để chế một món. Đây, rừng măng ở trong này này các bạn. Đây là rừng măng của nhà anh trai mình thôi. Đấy. Sao đấy, Mít à? Đây, có một cây. Nhà anh có một cây mít nhưng cũng khá là nhiều quả này các bạn. Kìa. Ở trên kia có rất là nhiều luôn. Đây này, quả rau da này các bạn. Rau da này chưa chín đâu nhỉ, Mạnh nhỉ? À, rau da này phải tháng 8 mới chín à? Thế nhiều lắm à? À đây này, cây nó đây này các bạn, cây măng ngọt này, lá cây măng ngọt này, đây là loại lá to, không lá nhỏ như nó bói đâu các bạn. Cái video mình lượt trước mình làm ấy thì đây là cây nó bói, còn đây là nó ban các bạn nhá. Đoạn này cũng ăn sống được nhưng mà phải ăn những củ ở trong đất thôi chứ còn ở ra ngoài rồi thì không ăn được. Ôi. Thấy một củ à? Ôi ôi, cũng ra nhiều phết đấy nhỉ? Nhưng toàn củ nhỏ thôi nhỉ. Ừ, đây hai củ chứ nhỉ, đây. Chỗ Mạnh này. Đây này, khi lên nó màu xanh kiểu này này các bạn. Măng này này. Đây này, ở đây một củ to này này. Đâu đâu cho chín vào đi. Đây khả năng củ to lắm đấy. To phết nhờ. Bạn, cây măng khi nó lên cao ấy thì nó màu xanh kiểu này này, loại này. Đấy. Khi nhú ra khỏi lớp nó đã màu xanh rồi này. Này các bạn. Còn đây thế này. Quá dài. Đấy hơi dài đúng không? Cái củ này anh lấy được này các bạn. Đây bụi cây để mình làm cơm lam đấy các bạn. Cháu của mình đang chặt lấy cây tre mang về làm lạt. Chuối tây nàng à? Chuối này mùi thơm ngon lắm đấy. Ừ.
sớm thế. Thối hết rồi. Phần ăn được không Mạnh ơi, ăn thử nào. Thôi có cái để cho vào mồm rồi Mạnh nhờ. Chặt lấy cây nó về cho gà cho vịt ăn các bạn. Ngon lắm à. Rồi cảm ơn nhá. Đây này các bạn. Mời các bạn nhá. Quá là ngon. Ý, gấy kiểu đấy chắc non rồi nhờ. Dự phết các bạn ạ. Măng này đào nó dai dai nhỉ, mà phải đào sâu. Ai, đầy ép rồi các bạn ơi. Đúng đó, nhà thích thế. Kiếm măng ở vườn nhà chả thích. Măng này hồi trước là nếu mà đến mùa nó ấy, thì rất là củ to luôn ấy. Phải gấp đôi gấp ba cái này cơ. Đây mới đầu vụ nên là vẫn còn củ bé. Nó phải bằng bắp chân cơ. Mang này ấy nhờ. Đây này, ở đây có một cái bụi lá bón bén rất là nhiều. Ơi. Một rừng đá bón bén luôn các bạn. Này nấu canh chua thì khỏi phải nghĩ nhá. Này. Hôm nay mình kiếm nhiều, kiếm cho cả nhà anh trai, nhà cháu của mình nữa. Rồi về thôi các bạn ơi. Ôi đi về thôi. Hôm nay kiếm được à một ép kia thôi. À cây vạt này nhưng mà chưa có, không có quả nhỉ? Có á? Đâu? Ăn quả bạt sống. Không chát đâu. Cái này không chát, loại này là không chát này. Và đây này. Cái này ăn với tương thối thì khỏi phải chê rồi. Quá ngon luôn. Nhang này. Bông. Thôi về đến nhà rồi các bạn ơi. Đây mình để tầm này ăn các bạn ạ. Còn phần kia là mình mang cho cháu của mình rồi. Giờ mẹ của Hằng đang chuẩn bị rửa để mình sẽ luộc lên. Giờ cũng tối rồi. Mặt trời thì đang chuẩn bị mưa. Sướng quá các bạn ạ. Thank you.
Sấm sét đi. Đội này đi chơi về mệt quá, bây giờ đói ăn ăn mì này các bạn. Đây, mang nó rửa xong, bây giờ là mình chuẩn bị mang lên đuộc. Hả? Bẩn sẽ đi làm về mà. Mình kiếm cũng về sớm thôi, nhưng mà nhà nhiều việc quá, chưa là chế biến cơm, bây giờ mới được chế biến các bạn ạ. Gần 7 giờ. Xôi mình chín rồi à? Để đấy, thì bố mang xuống cho. Đây, giờ mình sẽ kiểm tra xem nồi măng của mình đã sôi chưa. Sôi rồi Hằng ơi. Chắc một lúc nữa là chín rồi đấy nhỉ. Chưa chín, tí nữa mới chín. Khi mình bóp nó phải mềm ra thì mới chín các bạn ạ. Luộc măng. Rồi, để nắp khung vào. Út có cái gì đây? Con quay à? Đang giá chẩm chéo à? Vâng, tí còn chớm măng đúng không? Rau ta khai thối với một ít rau bầu khai các bạn ạ. Thế à? Thôi có măng ăn là ngon rồi. Chắc nồi măng của mình sắp chín rồi đấy nhỉ? Chưa à? Xem rồi à? Không Nhập vào măng thì chỉ là măng chứ không phải rau đâu Nhập nhỉ? Không phải, Nhập bảo là không phải rau đâu. Không chín nhanh như rau đâu, thế đấy nhỉ? Đúng không? Đây này, rau này, rau cải thối này các bạn. Rau cải thối này. Tí là mình sẽ lấy một ít để mình hấp lên. Xong là cho cùng với món măng nộm của mình. Hôm nay mình sẽ nộm ăn một ít. Còn đây là rau bầu khai nha các bạn nhé. Đây là đứa em của mình ở trên bàn thộ mang xuống cho thôi, chứ còn nhà mình thì chả có rau này. Rau này tốt phết đấy các bạn. Đây các bạn có thể nộm ăn này. Xong là mình có thể hấp lên, xong hoặc là luộc để chẩm chéo. Hoặc thế này để ăn sống được. Rau này giúp mình dạng như bệnh về xương khớp ấy các bạn. Đấy, ăn các cái rau này là rất tốt. Nếu ai bị xương khớp này hoặc là bị mỏi cơ ấy, thì mình ăn rau này rất là tốt, rau bầu khai ấy. Đây, mẹ của Hằng đang nhặt một ít để tí ăn sống. Mẹ của Hằng rất thích ăn sống nhá. Rau này thì mùi hơi thông thầu phù cũng không hẳn nhỉ, khó tả quá nhỉ. Ăn xong nó mỏi người lắm ấy, nhưng mà đây măng đã chín này các bạn, bỏ xuống thôi. Đổ nước lá vào trong nguội à? Đấy, khi luộc măng ấy các bạn ạ, mình bóp này, mềm này, nó mới chín này các bạn. Đấy. Nhìn ngon quá nhỉ. Thế này cũng chấm chẩm chéo ăn cũng được mà, nhưng mà nộm ăn thì ngon hơn. Nó sẽ có một cái vị riêng của nó. Ăn cũng ngon. Và bà vẫn sẽ ăn cho. Canh ăn cũng ngon đấy. Đây, giờ sẽ bóc vỏ nó. Nóng. Vừa ấy bắt xuống mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con bé ha. Đây, bà đang tuốt đây phần lá với phần với ngọn của nó rồi các bạn. Đây phần mềm ấy. Hôm nay măng của mình có rau bào khai này với rau gai thối này nộm vào thành nhất rồi nhỉ? Rau bào khai này chứa được rau bưng lâu cấp đấy. Giờ là mình sẽ đập nát ra các bạn. Nhưng mà con dao của Khai hôm nay hơi bé sao ấy. Trời ơi, bé nhưng mà chuẩn lắm đấy, đây này. Con nặng lắm. Bé thế mà khỏe. Đây, mình sẽ đập trước xong là mình sẽ xé nhỏ nó ra. Mẹ của Hằng đang cắt ra từng đoạn ra để vừa khi mình xé ra không phải cắt nữa. Quá kỳ công ấy chứ nhỉ. Mẹ của Hằng thì chuyên đập măng, còn Hằng với bà thì xé măng các bạn ạ. Riêng dầu húng không thể thiếu được này. Riêng dầu húng này, món nộm này không bao giờ thiếu được. Này, xé măng ấy mình càng xé được nhỏ càng tốt các bạn ạ, ăn nó mới ngon vì nó ngấm đều gia vị ấy. Gia vị và cho món măng nộm này các bạn, một ít lá chanh này, rau mùi tàu này, đấy, đây là rau rau mùi này, đây xong là đây rau răm này, một ít rau răm, rau húng nữa, đấy, từng đấy gia vị, xong là cho ớt, cộng với tỏi nữa, tỏi chưa có đúng không? Ở trên mình phần đa là món nào cũng có tỏi nhỉ? Đấy, đấy thêm một củ tỏi nữa các bạn. Này cho súp vào này, gia vị đã được mẹ của Hằng cho vào hết rồi, giờ là mình sẽ đảo lên. Một chậu to này, úi rồi, cho bốc qua để nó. Chắc là phải dùng tay đâu cái này, được không? Đảo được không? Được. Nhìn nó là xinh. Ô mình chưa cắt ra ấy đúng không? Ừ. Nó dài đáng lẽ phải cắt ra một tí chứ. Rồi sắp xong rồi các bạn ạ. Như vậy là món nộm của mình đã xong. Tí là mình cho ra đĩa xong là thưởng thức thôi. Mình hôm nay măng
Đây bữa cơm gia đình mình hôm nay này các bạn. Thôi. Chỉ thế này thôi. Một đĩa mang nộm, xong là mấy củ mang kia luộc thôi. Xong là rau này này. Rau bầu khai này, này. Chấm dầm chéo. Đấy, một ít miếng thịt và cá từ trưa thôi. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nhé. Sống cũng ngon, đậu cũng ngon. Ngon không? Ngon không nè? Mấy ngọt cũng ngon không? Ngon không? Ngon. Nhìn ăn ngon thế nhỉ vậy nhỉ? Ăn sạch đấy. Ăn sạch đấy. Ăn nhá. Đây. Ngọt, nó đắng à. Ừ, những cây nào nó lên già rồi thì nó cảm thấy rác nó hơi đắng đắng một tí các bạn ạ. Loại măng này nó không ngọt như cây măng bói đâu. Đấy, đấy. Chính xác hơn là he nhỉ bà nhỉ. Nó lên tạo nó he. Đấy. Ăn thôi, nhập ăn món nộm này không? Măng nộm này không? Ăn thử đi út. Ăn không? Ồ, vốn được 2 thìa này. Nhưng mà hôm nay mình không có canh đâu. Chỉ có nước mình luộc rau gai thối với rau bầu khai kia thôi. Rồi, rồi. Thế này các bạn. Mời các bạn nhé. Ăn còn nhiều lắm hả ạ? Ngon lắm. Bị ngọt của cái rau gai luộc. Đây này rau bầu khai này các bạn. Ăn sống cũng rất là ngon. Mỗi tội là nó hơi mùi hôi hôi một tí. Nhưng mà ăn thì để chữa bệnh đau cơ với xương khớp rất là tốt. Chấm dầm chéo rất là ngon luôn. Con chắc là con gì nhỉ, giống con kiến. Vừa măng ngọt là nộm đầu tiên đấy, ngọt ngọt quá nhỉ. À, mẹ kia, mẹ cổ, mẹ chắc mẹ phải đi
cả buổi mới tìm được nhiều một thế này vì tìm rất là khó. Hôm nay đi được đầy hẳn ép mà. Chắc nó vừa mới mưa thì nó mọc lên nhiều. Đấy chỗ vườn bác Diêu đây. Cái này chấm rất ngon này, măng này. Cái này nó lên cao nên hơi màu xanh xanh một tí. Cây nào lên cao rồi nó hơi đắng đắng một tí, tức là nó hơi he, cảm giác nó đắng đắng ấy. Nhưng mà ăn rất ngon, mình thích cái vị này ấy. Cô biết tại sao nó he không? Thì giống măng nó thế. Có hai loại. Cho bầu khai là hai loại à? Hai loại. Một loại là ngọt, nó hơi đỏ đỏ một tí à? Lá đỏ. Lá mà đỏ. À, thế là ăn không ngon, loại này là ngon nhất. Loại xanh xanh này là ngon đúng không? Ngon quá. Cơm nắm chấm sẩm xéo rất là ngon. Canh này rất là mát này. Mát lắm. Thôi, cố ăn rau thôi hàng ơi. Rau tốt cho sức khỏe. Ăn thịt nhiều không tốt đâu. Béo phì. Béo phì đấy. Mai mà mình không có tiền mua thịt ăn đấy nhỉ. Không chắc béo phì hết rồi. Ăn rau còn béo nữa, muốn chi ăn thịt. Mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và chia sẻ để nhiều người cùng xem và ấn đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.